một ngày chăm con có gì vui mình nghĩ chắc là ai có con thì cũng sẽ vậy sáng ngủ dậy là mình phải đánh răng rửa mặt xúc miệng sau đó là cho ăn sáng nè chắc là mọi người cũng biết là mình có hai bé con gái nhưng mà thật ra mỗi lần chăm con là mình chăm đến ba đứa lần nha mọi người chồng của mình bình thường thấy rất là đàn ông luôn mà không biết sao mỗi lần ổng chơi với con á nhìn ổng còn trẻ con hơn là con của mình nữa đó đó sáp vào một cái là xí xa xí xồ đang âm mưu nói xấu gì má mi nè Và tôi khi nhờ chồng chăm con 5 phút đã đi toilet Nhiều khi mình cũng muốn hiền lắm mà cứ chọc đi mình lên hỏi sao mình giữ sao mỗi lịch trình hai bà nhỏ ngủ chưa dậy thì chiều chiều mát mát mình sẽ cho hai bả đi bơi để vận động tăng sức đề kháng cho có thể Biết hồi xưa idol nó để con gái đó nó thùy mị đất nê lắm sao con mình cũng con gái mà nó kỳ ghê Cũng may mắn hôm nay trời nó mát mát chứ bình thường đi trời nắng xói chén luôn Baby sát tú 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 baby sát tú 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 baby sát tú 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 vận động tí xíu trước khi xuống hồ bơi lát nó bơi không bị chuột rút nè hay gì các bé mà ở nhà thường hay cắm mặt cái điện thoại á thì mình nên dắt các bé đi chơi vận động như thế này Nhưng mà các bé hoạt động nhiều á người sẽ mệt là sẽ ăn cơm nhiều hơn sẽ uống sữa nhiều hơn sẽ mau lớn hơn đây là thường hay bổ sung sức khỏe và chiều cao cho bé bằng sữa lúa mạch có canxi của bi phát à, chính là bảo bố năng lượng của hai bà nhỏ đấy Mày hương bị ca cao á nên hai bà mê lên thường bổ sung từ các loại đậu uống mát cho người này, ha vị ngọt thanh dễ uống cực kỳ rồi cứ mỗi ngày uống từ một đến hai hộp để nạp năng lượng cho hai bà nhỏ đây dính dữ. ừ ờ, hai đứa chơi vui đời đó tới phần dọn dẹp có một mình má mi mì cực thôi hè